Xin chào, đây là Ghiền Cine. Phim điệp viên mang đến một lối thoát ly kỳ khỏi cuộc sống hàng ngày, đưa người xem đến những địa điểm độc đáo trên khắp thế giới, đồng thời giới thiệu những nhân vật hấp dẫn để khán giả được gián tiếp sống trong sự phấn khích của các nhiệm vụ thú vị nhưng cũng đầy rủi ro. Ngày hôm nay, Ghiền Cine và bạn sẽ cùng khám phá sức hấp dẫn của dòng phim này. Một trong số những thương hiệu ăn khách lâu đời bậc nhất của dòng phim điệp viên phải nhắc tới đó là điệp viên 007, James Bond. James Bond đi vào lịch sử như một trong những điệp viên màn ảnh nổi tiếng nhất. Ngay từ các tác phẩm đầu tiên, nhân vật này đã tạo dựng ấn tượng sâu đậm. Một siêu điệp viên hóm hình, khôn ngoan, nhưng cũng đầy sức quyến rũ, cùng với những kỹ năng đỉnh cao. Tom Cruise là linh hồn làm nên thành công của Mission Impossible, nhiệm vụ bất khả thi. Nam diễn viên tự mình thực hiện các cảnh nguy hiểm. Điều này khiến phần hành động của Mission Impossible trở nên chân thực, cũng như nâng tầm thương hiệu là một trong những dòng phim hành động đương đại chất nhất. Cân bằng lại với hoạt động dữ dội là sự tinh tế trong phần hình ảnh của bộ phim, đưa người xem qua các địa điểm đẹp đẽ quy mô toàn cầu. Nếu đã quen với các thương hiệu hành động điệp viên bóng bẩy, bạn có thể đổi gió cùng loạt phim The Bourne. Nhân vật chính Jason Bourne là một cá nhân gai góc, đầy khiếm khuyết bị đẩy vào một thế giới đen tối. Jason phải đấu tranh với chứng mất trí nhớ và khủng hoảng danh tính. Sở hữu kỹ năng điều tra, chiến đấu lão luyện, nhưng Bourne phải tìm ra ý nghĩa của tất cả trong một thế giới mơ hồ về mặt đạo đức, phức tạp với đầy rẫy âm mưu. Các bộ phim của Bourne ưu tiên chủ nghĩa hiện thực, tập trung vào cận chiến, thao tác chiến thuật và thao túng tâm lý. Các cú máy cận khiến người xem như đang ở trong góc nhìn thứ nhất, trực tiếp tham gia vào cuộc đấu tranh sinh tử của điệp viên. Dựa trên truyện tranh The Secret Service của Mark Miller và Dave Gibbons, thương hiệu Kingsman đã tạo được chỗ đứng riêng trong thể loại phim gián điệp. Thay vì mẫu điệp viên người hùng điển hình, trung tâm của phần phim đầu tiên, Kingsman The Secret Service là một thiếu niên tầng lớp lao động bị ném vào thế giới điệp viên đầy rẫy cạm bẫy. Loạt phim thu hút khán giả bằng sự pha trộn giữa hành động, hài hước và phong cách lịch lãm khô ngầu của người Anh. Chúng ta có một Harry Hatch, lịch thiệp và dân IT chính hiệu Marlin đều thể hiện sự hóm hỉnh và sang trọng qua chất giọng Anh đặc trưng. Trở lại với dòng phim điệp viên sau Kingsman, Matthew Vaughn mang đến câu chuyện mới mẻ mang tên Akai siêu điệp viên. Khả năng kết hợp hài hước, hành động và phong cách thẩm mỹ hào nhoáng của Vaughn khiến nhà làm phim này trở thành một cái tên thành công khi nhắc đến thể loại phim điệp viên. Phim kết hợp với các yếu tố của phim gián điệp kinh điển với chút hư cấu. Nhân vật chính của phim là một nữ nhà văn phát hiện ra mọi chi tiết trong tiểu thuyết hư cấu của mình về gián điệp tên là Akai bỗng dưng trở thành hiện thực. Phim tập trung vào các yếu tố tương tác hài hước thay vì hành động, biến Akai siêu điệp viên trở thành lựa chọn hấp dẫn cho khán giả thuộc nhiều lứa tuổi. Và đó là tất cả của tuần này. Xin chào và hẹn gặp lại!